trong chương trình mọi người cũng nhầm đi. Một tiết mục thật là bùng nổ là sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ cho cái tiết mục của em. Đêm thi tài năng đúng không? Dạ vâng, đêm thi tài năng. Rồi đêm thi dạ hội em lên rồi. À, dạ hội cái tài năng luôn. Thì mình sẽ hát nhảy múa hay như thế nào mình có thể tiết lộ được không? Em sẽ tiết lộ một chút là về nội dung câu chuyện, nó sẽ dựa trên những cái gì mà em đã trải qua trong cuộc sống, đưa lên cảm xúc học đó luôn, ở trong cái tiết mục của em luôn. Và em hy vọng là mọi người sẽ xem nó mình do nó và cảm nhận những gì cho em đã trải qua. Thì Đan Kiên thì sẽ hát hay như thế nào? Sẽ là một bài hát là đầu tiên được trình diễn tại MIT Việt Nam. Wow, bài hát mới luôn. Còn em? Em là lip sync. Lip sync à, Dublin đó ha. Một bài của một ca sĩ rất là nổi tiếng, được kết bạn cho cộng đồng với MIT rất là thích. Hôm nay đi tham gia sự kiện với lại huấn luyện viên của mình cảm thấy như thế nào? Rất là vui. Đây là lần đầu tiên mà có mình đã thấy mentor các quốc gia. Cái mentor của mình á kêu lì đúng không? Bước xuống rồi hay không nhìn là hay không? Mentor em nhất thích như một cái ghế vậy á. Wow. Trời mà trời ơi. Cảm ơn mấy đứa nha, chúc thi tốt nha. Dạ vâng.